Rồi bây giờ cái phần thứ hai là chúng ta qua cái bài dự tụ ăn cắp. Rồi thì đây là nhưng mà chủ yếu cái đoạn nhỏ dưới ấy, cái đoạn mà loại đoạn là đoạn tiểu phế quản đó ha. Nhưng mà nãy đó bệnh đi ăn cái quả và phân tích qua chất trung gian nó làm co thắt. Còn cái này đó là do nó tác động trực tiếp nha. Dạng lâm sàng của viêm phổi do virus. Thấy không nè, nó có dạng viêm phổi kẽ, cái dạng phế quản phổi viêm và cái dạng viêm phế quản cấp. Thì đây tổn thương của đường diễn khí do trực tiếp do virus. Thấy không? Thì cái này nó định nghĩa cái tập hợp các khái niệm như đó. Bởi vì là tình trạng mà viêm cái tiểu phế quản mà thường gặp trẻ dưới 4 tháng và thường gặp nhất là do cái virus hợp bào hấp. Nha, đó là ba cái khái niệm mà thường gặp nhất trong cái bệnh viêm toàn cầu. Rồi, nguyên nhân là do cái virus hợp bào hấp rồi, nãy tôi nói rồi. Mà tổn thương cái thể bệnh, thì nãy em phế quản chúng ta có đề cập tới cái thì thứ nhất thì thứ hai là sao rồi. Còn đối với cái lý do cung cấp là do virus, do chúng ta nhớ virus nó xâm nhập trực tiếp vào phế quản, nó gây hoại tử, gây tẩm nhuận rồi nó phù nề đó, tức là xâm nhập chủ yếu ở đoạn tiểu phế quản đó, nó vào trong lòng của cái tiểu quản đó, nó gây cái hoại tử cái lớp mà đi mạc đó, rồi nó phá hủy cái tế bào đó, rồi nó tẩm nhuận cái tế bào đơn nhân ở phía dưới đó, gọi là phù này viêm mạc lên. Thì ba cơ chế này nó gây lại, thấy không nè. Rồi thì tổn thương như nãy đó, nó làm phù này đó, làm tắc cái lòng tiểu phế quản, thấy không nè. Và khi tắc vậy đó, tắc hoàn toàn gây xẹp phổi, mà tắc không hoàn toàn nó gây cái mà ứ khí cho phế nang. Tổn thương chủ yếu của viêm phổi cấp này là tổn thương niêm mạc do virus, thế là nó hoại tử và nó phù nề, nó tẩm nhuận, nó làm hẹp cái đường dẫn khí lại. Chính vì vậy mà trong viêm phổi cấp người ta không đề cập bổ cọc thực huyết, không đề cập tới vai trò dẫn thu dưỡng, thấy không? Thì cái phần này là tổn thương cốt lõi của nó rồi, đoạn tiểu quản là đoạn không có sụn nè, không có sụn này nè. Chúng ta không được gặp cái này nữa. Rồi thì chúng ta biết là do virus đó, thì mình làm sàng thường nó một CV nó trên thôi, tức là nó sốt nhẹ rồi nó vài tiếng rồi sổ mũi, đôi khi nó ăn kém nhân dân, thì đó là những cái biểu hiện chung chung của cái mà nhiễm CV của hô hấp thôi, rất là mơ hồ. Có số trường hợp đứa trẻ tới giai đoạn này nó lui đi, nó không tiến triển gì hết, thì lúc đó đôi khi chúng ta cũng chỉ chẳng nói chung là nó bị viêm mắt trên cấp thôi. Nhưng mà nếu bệnh cảnh điển hình của nó thường thường thì nó lại xuất hiện tới giai đoạn toàn phát, tức là thường đứa trẻ xuất hiện cơn ho rồi sau đó là đi vào khó thở, thì ta gọi đó giai đoạn toàn phát của bệnh. Thì lúc đó đứa trẻ thở rất là nhanh, nó co lõm nhiều bởi vì nó tắc nghẽn đường dẫn khí mà, thở nhanh co lõm bất ngờ lõm nhiều. Rồi các cơ liên sườn nó hoạt động co lõm rất là nhiều, nghe phổi có ra nó tắc nghẽn thì dưỡng khí, tức là nghe ấy ra đứt, có đạn xúc tiếp, có đạn nặng, không nè. Rồi mà khi nó xuất hiện vậy đó, giữa nó cơ chế bình sinh như nãy chúng ta nói, nó tắc nghẽn do viêm nhiễm đó, làm được dưỡng khí nó hẹp lại, là bệnh nhân nó ứ khí trong lồng ngực, nên nó gây khò khè ứ khí trong lồng ngực, không nè. Thì thường cái này đó đứa trẻ dưới 4 tháng rồi nó bị lần đầu tiên, hoặc là khi nó bị lần thứ hai thôi chứ không nhiều, em nè. Chứ là ba bốn lần thì coi chừng nó là hen đó, chứ không phải là viêm phổi cấp đâu. Còn nếu lần thứ nhất lần thứ hai đôi khi cũng khó phân biệt, tại vì cái nào nó cũng tắc nghẽn điện khí hết, nhưng mà cơ chế nó khác nhau. Nhưng mà thực tế lâm sàng chúng ta không thể nào chẩn đoán cơ chế nó được, nó chỉ nằm trong bệnh cảnh chung nó thôi. Mà nãy chúng ta nói rồi, cái hen phế quản nhũ nhi thì nó khởi đầu bằng cái nhiễm siêu hấp trên cấp. Ủa, nó bộ pin nó có chăng? Hết pin này nè, không nhấp nhá nè. Khởi ổ đó coi. Hả? Nóng tương. À, có rồi.
Đó. Thành ra đôi khi cũng rất là khó chẩn đoán, phải không nào? Chính vì vậy mà khi mà đứa trẻ dưới 24 tháng tuổi mà nó khò khè có lõm ngực, người ta có quyền cho dùng cái cách giãn phế quản, đánh giá lại có hiệu quả hay không. Nếu hiệu quả chúng ta dùng tiếp tục thì nghi ngờ nó có là co thắt phế quản, còn không hiệu quả thì coi chừng nó là dinh dưỡng cấp đó. Rồi có triệu chứng khác thì thôi, nó mơ hồ lắm. Rồi do cả lâm sàng thì do virus nè, cả lâm sàng cái công thức máu cũng chẳng giúp gì. Tiến máu thì để coi mức độ thiếu dưỡng khí trầm trọng lắm hay không thôi. Ấy xô hỏi cũng chẳng có gì điển hình á. Cho đó những cái phần cận lâm sàng này cũng không giúp nhiều để chẩn đoán xác định, mà chỉ giúp phát hiện coi đứa trẻ có biến chứng hay không thôi, trong bệnh di truyền cung cấp. Như vậy thì hoàn toàn phụ thuộc lâm sàng, phụ thuộc vào cái lứa tuổi đứa trẻ, thấy không nào, phụ thuộc vào diễn biến lâm sàng. Rồi thì chẩn đoán sao đây? Thì các cận lâm sàng không giúp được rồi, thì thứ nhất là nó khò khè này mấy lần rồi. Nếu thứ nhất đứa trẻ dưới 24 tháng khò khè đầu tiên ha, cho tới giờ phế quản là đáp ứng nó kém ha, cái xoang hỏi là nó cứ ứ khí thì nghĩ gì à, đứa trẻ có thể là dị tượng gặp đó, thấy không nè, hoàn toàn về lâm sàng thôi. Mà nếu như đứa trẻ này cơn hen phế quản cấp, lần thứ nhất và thứ hai cũng không phân biệt được, đúng nè, cũng không phân biệt được. Như vậy thì nhớ rằng cái chẩn đoán dị tượng cấp là hoàn toàn phụ thuộc lâm sàng, mà những tiêu chuẩn rất là mơ hồ, chúng ta hệ thống nó lại có thể góp phần nghĩ nhiều tới đứa trẻ dị tượng cấp hay không thôi, đúng không? Mà thường thường cái diễn biến của nó đó, nó khó thở nhiều nhưng khó thở nó không đi đâu với tình trạng nhiễm trùng, tức là nó sẽ thở co lõm khò khe vậy đó, nhưng mà nó vẫn tỉnh táo, nó vẫn lanh lợi, mình tới nó quan sát bình thường chứ không phải đờ đẫn như mấy trẻ nhiễm trùng. Đó là cái khác biệt để mình giúp nghĩ trẻ dị tượng cấp. Cái thứ hai là nó khó thở vậy rồi em can thiệp cỡ nào đi nữa thì 5 tới 7 ngày sau nó mới giảm dần thôi, chứ nó không giảm trong vòng 24 giờ. Dù em cho kháng sinh hai loại, em dùng corticoid đường toàn thân, em dùng khí dung mà mỗi giờ đi nữa thì nó cũng giảm dần dần, mỗi ngày giảm ít ít ít, tới ngày thứ năm thứ bảy thì nó giảm rõ rệt. Thì đó là cái đặc tính diễn biến lâm sàng của một cái mà diêm trùng cấp ha. Tức là tất cả những yếu tố đó chúng ta tổng hợp lại để đưa ra bệnh cảnh có khả năng đứa trẻ diêm trùng cấp hay không. Rồi có tiêu chuẩn gợi ý, tiêu chuẩn gợi ý chúng phải cho nó xác định nha. Thì đối với trẻ mà dưới 24 tháng ha, dưới 24 tháng mà nó khò khè cấp dưới 3 ngày, nó biểu hiện của nhiễm siêu hấp ha, rồi nó khó thở, nó bị lần đầu tiên, thì trong gia đình đó, những người sống trong gia đình đó trước đó có bệnh lý nhiễm, có bệnh lý cúm, ví dụ là nó ho sổ mũi thông thường gì đó, những người lớn ấy, thì tất cả yếu tố này gom lại nghĩ nhiều đứa trẻ đều khả năng viêm trùng cung cấp. Nghe tôi nhắc lại bây giờ, cái đây là gợi ý, gợi ý chẩn đoán chứ không phải chẩn đoán xác định nha. Nếu đứa trẻ nó vào viện với mình nó dưới 4 tháng nó có khò khè, nhưng mà đây là lần đầu tiên, tức là khò khè khè nó khó thở đó nha, lần đầu tiên có gì trễ là hỏi anh chị cha mẹ hay người trong nhà nó một hai tuần trước nó bị cũng ho sổ mũi gì đó ha, ở trẻ hiện tại dưới 4 tháng bây giờ nó thở co lõm khò khè nhiều nè, em mà trước có mấy ngày nó có sốt nhẹ sổ mũi ho gì đó à, thì nghĩ là đứa trẻ này khả năng bị dị tượng cấp đó, đây là gợi ý thôi nha, chứ không phải là chẩn đoán xác định. Rồi chẩn đoán biệt đầu tiên nãy nói là cái hen phế quản nhũng nhi đó, thì nó rất là tương tự như này ha, viêm phế quản co thắt này kia nọ, thì đây tùy thích là cụ thể mà chúng ta đưa ra cái chẩn đoán nhân biệt thôi. Rồi bây giờ chỉ đến nhập viện thì có điều này, đứa trẻ dị tượng cấp không phải đứa trẻ nào nhập viện hết, mà nhập viện hết thì trong bệnh viện là chứa cho nổi dịch nè, thì người ta mới đưa ra những cái quy ước để những đứa trẻ có trong điều kiện này thì được ưu tiên nhập viện. Là trẻ dưới 3 tháng tuổi thì sữa sinh non à, thì hỏi là có liên quan có, tại đứa trẻ mấy cái nhóm bệnh viêm tụy cấp là dưới 24 tháng cho tiền sữa sinh non này, cái phổi còn non nó ảnh hưởng tới cái đứa tuổi này ha, có lõm ngực nặng yếu kém gì đó, thì bốn tiêu chuẩn như này đó là đương nhiên nó phải là bệnh nặng rồi. Có lõm ngực nặng thở nhanh thì lỡ nặng rồi đó, bú kém bỏ bú hay là có hiệu hiểm toàn thân nè, sốt tiếng tái kia nọ đó, thì cái này phải đương nhiên cho nó nhập viện rồi, tại nó nặng là không có gì nói trên đời. Nhưng mà hai tiêu chuẩn này trẻ dưới 3 tháng tức là đứa trẻ tới với mình mà nó chưa có gì nặng hết trơn thoại, nó mới ho sổ mũi khò khè nhẹ thôi, phải không nè, nhưng mà nói dưới 3 tháng tuổi là phải cho nhập viện nghe. Rồi đứa trẻ mà nó tiền sử sinh non
hỏi là nó dù nó chưa nặng gì hết trơn rồi, nhưng mà hồi lúc sanh nó sanh non khoảng chừng 32 hay 34 tuần gì đó, thậm chí 30 tuần nữa, phải không nào? À, như vậy cho anh nhập viện đi. Vì hai đối tượng này đó em biết rồi, nếu như mà cái phổi tổn thương đó nó tiến triển nặng rất là nhanh, phải không nào? Tiến triển rất là nhanh. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo là nếu như đứa trẻ mà nó có khò khè, mình chưa khó thở, mà nghi là trong đợt của cái dịch của viêm tiểu quản, thì những trẻ này nên cho nhập viện để theo dõi cho nó. Chứ nếu để cho về nhà vài tiếng ngồi sau nó tiến nặng siêu hấp, chúng ta sẽ biết không kịp. Thì đây là hai lý do tại sao mà trẻ dưới 3 tháng tuổi và tiền sử sinh non phải ưu tiên cho nhập viện, mặc dù trẻ không nặng. Còn những gì hơn là nặng đương nhiên phải nhập viện rồi, hiểu không? Rồi nguyên tắc điều trị, ta biết là do virus, ta đã không điều trị đặc hiệu, chúng ta chỉ điều trị triệu chứng nên thôi ha. Dù như giờ nó thiếu nước bị dạy cung cấp cho nó, thiếu dinh dưỡng cung cấp nó, cái trẻ suy hấp cung cấp oxy đầy đủ cho nó. Thì hỏi bây giờ cái trẻ dinh dưỡng cấp là sao thiếu nước, nó thở thở nhanh quá, nó mất nước, nó ho nhiều quá mất nước, nó ói mất nước, nó giả mồ hôi mất nước, mà nó mệt vậy nó đâu ăn uống gì được. Tức là tăng cái thải nước mà nhập lại là nhập không được, do đó nó dễ mất nước điện giải lắm. Mà khi nó mất nước điện giải thì em biết rồi, cái nước nó bị khô lại, nó mất nước thì em biết là cái môn nó khô, cái lưỡi nó khô, không có nước bọt, thì cái dịch trong đường dẫn khí của nó cũng bị khô lại. Và khi nó khô lại như vậy đó, nó khô lại như vậy đó, nó sẽ làm những nút nhầy, nó bít tắc, nó làm cho khó thở trầm trọng hơn, thấy không nè? Do đó phải chú ý bù nước điện giải cho nó bằng đường uống ha, dinh dưỡng cho nó thích hợp, nó khó thở quá này kia nọ thì có thể là cho nó uống sữa, hoặc là đứa nhỏ hơn đặt xong bông sữa nữa ha, cung cấp oxy cho nó. Rồi nó toàn bộ những cái phần của cái viêm tụy cấp ha. À.